Khu công nghiệp Thăng Long trên địa bàn huyện Đông Anh có tới 60.000 lao động, đa số là người ngoại tỉnh. Nếu không tổ chức tiêm phòng đúng thời hạn đối với các mũi nhắc lại hoặc bổ sung, dễ dẫn tới nguy cơ tái nhiễm COVID-19, từ đó ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động và dây chuyền sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, đợt tiêm này, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh tổ chức 30 lượt dây tiêm tại 19 doanh nghiệp với hơn 3.600 mũi vaccine. Điều đáng mừng là người lao động đều hiểu về việc tiêm vaccine COVID-19 là cần thiết cho bản thân và cộng đồng. Hiện tại tôi đã tiêm được mũi thứ tư và tôi cảm thấy là rất là may mắn khi mà mình cũng có thể góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng và xã hội. Và hơn thế nữa thì chúng ta có thể giúp được doanh nghiệp bớt nguy cơ bùng phát dịch trở lại và có thể doanh nghiệp có thể sản xuất trở lại bình thường. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo tất cả các ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát, đi từng ngõ, gõ từng nhà và rà từng đối tượng, quan tâm đặc biệt đến lực lượng công nhân, người lao động. Thì chúng tôi cũng đã đảm bảo đạt 69% là mũi 4, mũi 2 nhắc lại cho các đối tượng trong thời gian tới đây. Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư đa số là lao động tự do, nên các địa điểm tiêm trên địa bàn huyện Đông Anh được bố trí linh hoạt để có thể đón tiếp được tất cả mọi người, từ học sinh đến người lớn tuổi. Em tiêm mũi thứ 3 và em cảm thấy việc tiêm này cần thiết. Tại đi học thì cũng đông người mà không tiêm thì nhiễm vào thì hơi khó khăn. Năm nay tôi 74, thì sức khỏe tôi muốn để sống để như vậy với con cháu. Thì tôi muốn đi tiêm mũi 3, nếu như tiêm mũi 4 nữa thì tôi quyết định đi tiêm. Hiệu quả của việc tiêm vaccine COVID-19 có thể thấy rõ ở người đã tiêm thông qua các triệu chứng nhẹ đi rất nhiều khi bị mắc COVID. Đó là lý do thuyết phục nhất đối với người dân khi quyết định tiêm mũi nhắc lại và mũi bổ sung ngay khi tới hạn.